Chào bà con đã trở lại với kênh Thanh Long Việt. Và ngày hôm nay tôi xin nói qua về cái cách bà con chúng ta chuẩn bị đất trồng cũng như là quá trình chúng ta trồng trong vòng 3 tháng đầu tiên đối với Thanh Long. Thì như là cái tập trước, Thanh Long Việt đã chia sẻ về cách chọn giống thì bà con đã có giống rồi. Chúng ta tiến hành nhâm cây giống. Thì đây là một cách ở dưới miền Tây ta áp dụng thường đó, đó là để tiết kiệm về vật tư. Như ta trồng cây giống thì chúng ta sẽ có cái bầu đất như này nè. Và có biết đây là cái bao thức ăn đó, mua bao ăn ở những cái tiệm bán dây chai cũ á. Bà con về bà con cắt nè, khoảng này khoảng hơn 5 tấc chút xíu, hơn 5 tấc chút xíu để sẽ có cái bầu đó không vậy, hình tròn để mà chúng ta bỏ vô cái trụ thanh long. Khi mà có cái bầu như này, bà con cho trong đây là sơ dừa, ở trên là sẽ có một lớp tro hoặc là hai cái bà con trộn lại với nhau cũng được. Cái đó cho cái nhánh nó tựa vào thôi nha, nó tựa vào cái lớp sơ dừa thôi, chứ đừng coi nó chôn sâu quá để cho nó ra rễ, cũng như là mình quản lý chất dinh dưỡng ở trong cái bầu thôi. Cái đó bà con khi mà nó ra rễ rồi thì bà con vui lòng cung cấp chất dinh dưỡng như là phân hóa học NPK, cũng như là ở đây chúng tôi sử dụng phân gà viên. Cái này nó cũng có chất dinh dưỡng rất là nhiều để chúng tôi áp dụng. Sau đó thì khi mà nó nhánh nó lên như thế này nè, bà con cố gắng để cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng để cây nó đi phát triển cao lên như thế này, quá nó mẹ nó mập, để nó phát triển nó đi lẻ, nó không bị trùng đâu. Cái dấu hiệu mà con biết cái cây nó thì thiếu dinh dưỡng á là nó khi nó lên một đoạn cho nè, chẳng hạn nó lên tới đây thì như này nó bị cùi cái đầu, nó không có mọc lên nữa, không lên cao mà nó cứ tà tà chỗ này, nó không lên. Đây là cái dấu hiệu nào chúng ta bị thiếu chất dinh dưỡng, thấy không? Nhánh mọc lên tới đây, nó có cái nút thắt này nè, là cái dấu hiệu của thiếu chất dinh dưỡng, là khi mà nó mọc lên. Thông thường những nhánh đây là hai gốc luôn thiếu dinh dưỡng, thông thường là những cái nhánh này giống như vậy nè, mọc một mặt từ đây lên đây nè, từ lên cao, nó không bị đứng lại. Nhưng mà nếu chỗ này mà nó bị đứng là gọi con biết dấu hiệu nó bị thiếu chất dinh dưỡng. Nhánh ấm nhất ấm tông theo nè, thiếu dinh dưỡng chỗ này. Và trong quá trình nó lên như thế này á, có rất là nhiều bà con chúng ta phun thuốc á, kích thích ra rễ để cho nó ra rễ giống vậy nè, để cho nó bám vô gốc trụ. Nhưng mà lưu ý bà con ha, khi mà xịt thuốc ra rễ kiểu này cây long rất là dễ bị đưng, nó không có ra rễ nữa, không có phát triển lên nữa, mà nó rất là dễ bị đứng lại, để mọc nó làm cho cái bộ rễ nó mọc ra, nó ôm vô cái trụ như nè. Và chúng ta hạn chế xịt thuốc kích thích ra rễ ở giai đoạn mà nó mọc nhánh lên cỡ này nha. Cái này mà bà con xịt ra là đưng là nó mọc rễ liền, nó không có ra nữa. Đó là một cái cách để mà nó phát triển lên ha. Còn khi mà chúng ta đã đạt đầu trụ rồi như này, chúng ta đã đến đầu trụ, bẻ đầu trụ thì bà con có thể là mở cái bầu ra đất như giống như thế này. Đây, mở bầu đất rồi. Đây mở bầu đất rồi nữa ha. Rễ chỗ này là bên này. Hai con thấy dần rễ nó. Nó mọc ôm ở này. Bây giờ con cho một cái lớp sơ dừa làm hữu cơ nữa nha. Tại sơ dừa này là chưa chuẩn bị kịp cái lớp phân hữu cơ, đó là phân gà, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đã có chủ động phân gà rồi thì bà con lãi mà rộng cái ụ chỗ này là toàn là phân gà mà đã quay mục nha, hoặc là phân bò phân gì đó, bà con có gì để áp dụng cái đó. Nhưng mà phải làm một lớp hữu cơ để cho cái bộ rễ này là khi mà nó mở cái bầu ra thì nó sẽ có đất, có hữu cơ để nó ăn, cũng như là mình tiếp chất dinh dưỡng vô cái bộ rễ này cho nó mọc ra nhiều hơn. Cái giai đoạn này bà con tưới thuốc ra rễ nhiều cũng như cung cấp chất dinh dưỡng nhiều để cho nó có bộ rễ mạnh hơn, nó phát triển cây nó lẻ hơn. Và một điều nữa là rất là nhiều bà con có thắc mắc á, là hôm nay nó xuất hiện là chẳng hạn tới đây đi, ta không bẻ đầu trụ được, bẻ bị gãy, đúng không ạ? Bẻ bị gãy thì lý do tại sao chúng ta bị gãy như thế này là chắc chắn là bà con nó ra một số bà con áp dụng là chúng ta chặt luôn khúc này, chặt luôn cái này, bẻ này luôn để mà có cái nhánh nó mọc ra, không bẻ đầu trụ. Thì đó là cái cách mà nó chưa có hiểu được lý do là cái nhánh này mà cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng cho nó sẽ rất là mập, cái nhánh này kỳ mập luôn, bộ chán luôn. Thì nhánh này mập quá thì dẫn tới hiện tượng đó là nó rất là dễ bị gãy, cũng như là nó rất là dễ bị tét cho này, bẻ ra cái chỗ này sẽ bị gãy, bị tét vô liền, không có gãy, nó không có bẻ qua được. Thì có một cái cách là chúng ta sẽ giảm chất dinh dưỡng của nó để
làm sao cho cái nhánh nó dẻo hơn, chúng ta có thể bẻ một cách dễ dàng đó. Thì chẳng hạn như là đến cái mùa mà chúng nó nhánh qua tới vậy, bà con ít tưới nước lại, ít rải phân, không rải phân nữa, không tưới phân nữa để nhánh nó mềm lại, nó dẻo, thiếu chất dinh dưỡng nó mềm lại. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm buổi chiều, lúc 3 giờ chiều đến tối thì sẽ làm đó, để chúng ta sẽ bẻ ra rồi sẽ rất không bị dễ gãy. Ban ngày thì rất là dễ gãy, nên chúng ta sẽ làm buổi chiều nó tiện hơn. Khi mà bẻ rượu rượu như thế này, và cũng nhớ là có dây cột cố định lại để cho nó có cái cần cố định. Sau khi mà cố định sẽ ra nhánh như thế này. Nhớ là chúng ta phải giảm phân thuốc lại, giảm phân lại, không tiếp phân, không rải phân nữa, và giảm nước luôn để cho nhánh nó héo là giống vậy nè. Thật ra cái cây này rất là mặt bự luôn, nhưng chúng tôi ngắt phân, không rải nữa để cho nó dẻo, và bẻ vào lúc từ 3 giờ chiều đến tối là nó sẽ không bị gãy, để qua đường thì nhánh nó sẽ mọc rất là ok, rất là dễ. Đấy. Vừa này thì cũng mới bể bầu rồi, bà con thấy cái đó tạo cái ụ cho nó, cũng có cái nó không có ngọc kiệt gì vậy. Trong quá trình thanh long việc chia sẻ cũng có rất là nhiều thiếu sót cũng như là chưa có đầy đủ cho bà con, chúng ta có thể đóng góp thêm cũng như là góp ý cho thanh long việc có thể phát triển ngày càng tốt hơn cùng với những kỹ thuật bà con biết được cũng như là chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn bà con đã quan tâm thanh long việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn con rất nhiều.